Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu chương trình ngày hôm nay là một số tin tức mà chúng tôi mới cập nhật. Vừa qua tại Bảo tàng Quốc gia ở Phnom Penh, Campuchia, nhà chức trách Campuchia đã tổ chức lễ đón nhận 14 cổ vật vô giá từ thời Angkor được Bảo tàng Mỹ thuật Must ở thành phố New York, Mỹ trao trả. Các cổ vật bao gồm một bức tượng nữ thần từ thế kỷ thứ 10 và một đầu tượng Phật từ thế kỷ thứ 7. Những cổ vật này từng nằm trong tay chùm buôn lậu đồ cổ khét tiếng người Anh Douglas LaFrost trước khi được chuyển đến New York. Những cồn cát ở sa mạc Atacama ở Chile, nơi khô cằn nhất hành tinh, đã được bao phủ bởi những bông hoa màu trắng và tím trong những ngày gần đây sau khi những cơn mưa sớm khiến hoa nở rộ. Mặc dù hiện vẫn đang là mùa đông ở khu vực này, du khách yêu thích gọi Atacama là sa mạc nở hoa với những hạt giống chịu đựng thời tiết khắc nghiệt để nở hoa vài năm một lần vào mùa xuân. Dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn trong vài tuần tới, do đó hoa sẽ nở trên diện tích rộng hơn. Hiện tượng hoa nở sớm tại Atacama xảy ra lần cuối vào năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, một nhóm các nhà khảo cổ người Bulgaria đã vừa tình cờ phát hiện ra một bức tượng cẩm thạch cổ mô tả vị thần Hy Lạp Hermes trong một công trình của người La Mã cổ đại. Bức tượng ước tính có niên đại vào khoảng năm 388 sau Công Nguyên, được chôn giấu ở khu vực phía tây nam Bulgaria. Bức tượng bằng đá cẩm thạch được bảo quản tốt, mô tả vị thần Hy Lạp Hermes. Bức tượng cao 2 mét được phát hiện trong quá trình khai quật tại địa điểm thành phố cổ Heracle Sitica ở phía tây nam Bulgaria, nằm gần biên giới Hy Lạp. Các nhà khảo cổ cho biết, sau một trận động đất tàn phá thành phố rộng lớn vào khoảng năm 388 sau Công Nguyên, bức tượng đã được đặt cẩn thận xuống cống và phủ đất lên. Điều đó giải thích tại sao bức tượng đã được bảo quản trong điều kiện rất tốt. Chúng tôi đã có cơ hội nhìn thấy bức tượng và tôi càng vui mừng hơn khi phần đầu của nó vẫn được bảo tồn, tình trạng rất tốt. Có một vài vết gãy trên tay vì chúng bị hư hại trong một trận động đất xảy ra vào thế kỷ thứ tư. Sau đó, chính những người sống trong khu vực đã giấu nó với sự tôn kính theo đúng nghĩa đen trong con kênh lớn của thành phố, nơi không còn hoạt động nữa. Họ đã chôn nó cùng với đất bên trên. Giáo sư Vagalinsky cũng cho biết, bức tượng là bản sao La Mã của nguyên bản Hy Lạp cổ đại. Heracle Sitica là một thành phố rộng lớn. Sau trận động đất, Heracle Sitica rơi vào tình trạng suy thoái nhanh chóng và bị bỏ hoang vào khoảng năm 500 sau Công Nguyên. Những ngày qua, thành phố Las Vegas, bang Nevada đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, dao động gần 50 độ C khi một đợt nắng nóng lan rộng dọc theo bờ Tây nước Mỹ. Trước diễn biến này, một số người Mỹ lại đang đổ tới Las Vegas để trải nghiệm nắng nóng, coi đây là một kinh nghiệm độc đáo có 102. Thậm chí tại công viên quốc gia thung lũng chết dọc biên giới California, Nevada, mức nhiệt gần 54 độ C. Tuy nhiên, bất chấp nắng nóng quá mức, một số người dân và du khách lại hào hứng trải nghiệm sự kiện thời tiết khắc nghiệt này hoặc đơn giản chỉ là để chụp ảnh làm kỷ niệm. Bạn biết không, có bao nhiêu người trên thế giới có thể đến được nơi nóng nhất thế giới? Nó gần giống như việc leo lên đỉnh Everest vậy. Vậy thì chỉ cần có ở đó, tại nơi nóng nhất thế giới vào thời điểm này là được. Theo các báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ, gần 1.220 người tử vong vì nhiệt độ bất thường hàng năm ở Mỹ. Riêng năm ngoái, có 2.302 người tử vong vì các nguyên nhân liên quan nắng nóng. Và trong năm nay, con số này được dự báo sẽ tăng cao. Mới đây, một nhóm 6 người đi xe máy qua thung lũng chết trong nắng nóng gay gắt khiến một người tử vong và 5 người khác cần chăm sóc y tế. Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, uống nhiều nước, thực hiện các biện pháp làm mát và phòng tránh nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Chạy đua cùng bò tót là một phần trong khuôn khổ lễ hội San Fermin truyền thống của Tây Ban Nha và là một trong những cuộc đua nguy hiểm nhất thế giới. Lễ hội năm nay thu hút đông du khách trên 18 tuổi đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hàng trăm người mặc quần áo trắng, đeo khăn và băng đô đỏ đã thử thách lòng dũng cảm của mình bằng cách chạy đua với những con bò tót đực nặng nửa tấn và mang những cặp sừng nhọn hoắt trên đoạn đường dài 850 m xuyên qua những con phố chật hẹp, kết thúc tại đấu trường bò tót Pamplona. Trong những ngày đầu của lễ hội năm nay, số người tham gia lên tới con số hàng nghìn. Thử thách lớn nhất họ phải vượt qua là chạy càng lâu càng tốt, trước khi rẽ ngang hoặc trèo qua hàng rào chắn bằng gỗ ngăn cách đường đua với những người xem hiếu kỳ. Theo các số liệu thống kê, mỗi năm có hàng chục người bị các chấn thương nhẹ khi tham gia lễ hội này, chủ yếu là do bị ngã hoặc bị bò tót dẫm đạp lên người. Cho đến nay, 16 trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận kể từ năm 1911, lần gần đây nhất là vào năm 2009. Lễ hội San Fermin ra đời năm 1591 để ca ngợi thần bảo hộ thành phố Pamplona với các hoạt động như hòa nhạc, bắn pháo hoa, nhảy dân gian, thi
khi uống rượu vang và các đám rước theo nghi lễ tôn giáo. Giới chức Pamplona ước tính một năm có tới 500.000 người kéo đến thành phố 200.000 dân này để tham gia lễ hội San Fermín. Theo Reuters, việc nuôi thú cưng ngày càng phổ biến và tình yêu với những loài động vật là lý do số lượng đám cưới của thú cưng gia tăng tại Trung Quốc. Theo số liệu khảo sát thị trường, tính đến năm 2023, có khoảng hơn 116 triệu con mèo và con chó ở các thành phố Trung Quốc. Anh Rie Linh và bạn gái Gigi Chen cho biết bản thân họ không vội kết hôn nhưng lại chuẩn bị rất tỉ mỉ cho đám cưới của cặp đôi chó Barry và Bones. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch từ tháng 2. Đầu tiên là chụp ảnh cưới. Vì vậy, đầu tiên chúng tôi giúp hai chú chó của mình chụp ảnh. Sau đó chúng tôi sẽ tự dàn dựng bối cảnh và chụp ảnh cưới cho những chú cún cưng. Thống kê chỉ ra rằng, số tiền người Trung Quốc chi cho thú cưng vào năm 2023 là 279,3 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 28 triệu đô la Mỹ, tăng 3,2% so với năm ngoái. Lúc đầu tôi khá ngạc nhiên về đám cưới của những chú chó, nhưng thực tế, nhu cầu này hiện nay khá lớn. Thực tế cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Việc tiêu thụ bánh cũng trở nên dễ dàng hơn. Nếu chia đều số lượng thú cưng nói trên cho toàn bộ dân số thành thị Trung Quốc, thì cứ 8 người sẽ có một người sở hữu mèo hoặc chó, với đa số chủ sở hữu dưới 40 tuổi. Cuộc thi bóng chuyền trên mặt nước được tổ chức ở sông Ljubljanica, phía nam đất nước Slovenia, vừa qua đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đi bộ trên mặt nước đã khó, nhưng các vận động viên còn phải thực hiện điều khó hơn là chạy, đỡ bóng hay nhảy lên đập bóng sang lưới đối phương. Giải đấu giúp tạo ra sự mới lạ, hấp dẫn cho môn thể thao phổ biến và quen thuộc, bóng chuyền, và cũng nhằm thu hút đông đảo du khách tới thăm Slovenia. Loại hình thể thao này chỉ có ở Slovenia. Chúng tôi mời 16 vận động viên bóng chuyền nam và nữ từ khắp nơi trên thế giới tới tham gia. Chúng tôi cũng có 2 cặp vận động viên người Slovakia. Cuộc thi thu hút nhiều người đến xem. Các trận đấu được diễn ra trên thảm đấu bên dưới lòng sông. Khán giả có thể đứng trên quan sát các vận động viên thi đấu. Tham dự sự kiện là trải nghiệm thú vị và khó quên đối với mỗi vận động viên. Cuộc thi này rất mới lạ và độc đáo. Nó khác hẳn với các cuộc thi bóng chuyền thông thường. Tôi thấy vui và thích điều này. Giải đấu tại Slovenia đã tạo được tiếng vang lớn. Hàng năm các đội bóng từ các quốc gia như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ đều cử đội bóng tới Slovakia tranh tài, mang đến niềm vui và sự gắn kết cho các vận động viên và người dân các nước trên thế giới. Vốn là thợ lặn giàu kinh nghiệm, anh Piotr Dostenko, họa sĩ vẽ tranh dưới nước ở bán đảo Crimea, đã mang kỹ thuật a la Prima xuống đại dương để vẽ tranh dưới nước. Kỹ thuật này cho phép anh vẽ các lớp sơn ướt chồng lên nhau dưới nước và hoàn thiện tác phẩm trong thời gian ngắn. Anh Dostenko cho biết, ý tưởng vẽ tranh dưới nước lấy cảm hứng từ nghệ sĩ Pháp André Blaban, họa sĩ vẽ tranh dưới nước đầu tiên trong lịch sử. Tranh của André Blaban có màu xanh đậm và được làm trắng, nhưng chúng gần như hoàn toàn đơn sắc. Điều này rất tuyệt, nhưng tôi đã quyết định sử dụng những màu mà tôi nhìn thấy dưới nước và những gì tôi nhìn thấy trên bảng màu của mình. Từ tháng 2 năm 2024, người thợ lặn kiêm họa sĩ này đã sáng tạo hàng chục bức tranh về cuộc sống, phong cảnh và các vật thể dưới nước. Những tác phẩm này đang được trưng bày tại triển lãm ở Sevastopol. Các khách tham quan cho biết họ rất hứng thú với những tác phẩm này vì sự độc đáo và sống động của những bức tranh. Anh Dostenko cũng chia sẻ mơ ước thành lập bảo tàng nghệ thuật dưới nước của riêng mình, cho rằng đó mới là nơi công chúng có thể thực sự trải nghiệm những tác phẩm độc đáo như thế này. Hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập tại trung tâm Barcelona, Tây Ban Nha để phản đối hoạt động du lịch đại chúng ở thành phố nổi tiếng này. Những người biểu tình mang theo biểu ngữ ghi Barcelona không phải để bán và du khách hãy về nhà, và dùng súng nước bắn vào khách du lịch đang ăn uống ngoài trời tại các nhà hàng. Theo trang web bất động sản Idealista, giá thuê nhà đã tăng 18% trong tháng 6 so với một năm trước tại các thành phố du lịch như Barcelona và Madrid. Tôi có mặt ở đây vì hai lý do. Thứ nhất là chống lại mô hình kinh tế dựa trên du lịch đại chúng, vì mô hình này khiến chúng ta nghèo hơn và phụ thuộc hơn. Mặt khác, nó có ảnh hưởng đến giá nhà ở, hiện đang là một vấn đề đáng báo động đối với người dân. Nhà hàng và khách sạn là nhóm kiếm được số tiền rất lớn, nhưng chúng tôi, những người dân thì vẫn cứ nghèo, không đủ tiền sinh hoạt, đó là một vấn đề. Chúng tôi đến đây để biểu tình chống lại du lịch đại chúng ở Barcelona. Những năm gần đây, thành phố đã hoàn toàn chuyển sang phục vụ khách du lịch, và điều chúng tôi muốn là một thành phố dành cho người dân, chứ không phải chỉ biết phục vụ du khách. Tháng 6 vừa qua, thị trường Barcelona
Jomer Colomboni đã công bố một kế hoạch bao gồm các biện pháp nhằm tìm cách kiềm chế chi phí nhà ở tăng vọt và làm cho Barcelona trở thành nơi đáng sống cho người dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.